tiết nắng nóng nhiều hơn chúng ta. Ở Indonesia thì thời tiết cũng rất nóng bức. Của trung vệ Nusi tại giải vô địch U22 năm nay. Trong đó hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn đều là những cầu thủ thuộc đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta và U22 Indonesia. Cơ hội đánh đầu. Đó là cơ hội dành cho Đức Nam. Thủ ở trung tâm hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Đó đều trước U22 Thái Lan đủ để chúng ta có được vị trí đứng đầu bảng đấu. Chúng ta đang được xem lại lần nữa. U22 Indonesia cũng đang tỏ ra khá mệt dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và oi bức như thế này. Phá thanh hậu. Vẫn chưa là một cú đánh đầu hiểm hóc. Minus. Không tận nhỉnh hơn so với U22 Việt Nam. Số lần phối hợp và thực hiện những cú dứt điểm của đội bóng áo đỏ cũng là nhiều hơn. Trận đấu đang diễn ra với rất nhiều những tình huống phạm lỗi. Nhưng đã không thể kết thúc pha bóng với một bàn thắng, một tình huống chạm bóng rất khó chịu của Phan Thanh Hậu. Và vừa rồi chúng ta cũng có thể thấy rằng khá nguy hiểm. Cú ra chân rất nhanh. Bây giờ cơ hội thuận lợi để cho đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta có thể mở tỷ số của trận đấu. Và người bị thổi phạt có lẽ cùng 119. Chúng ta cùng chờ xem. Văn Xuân còn được. Cú đá quá nhẹ của Văn Xuân. Văn Xuân đã bỏ lỡ một cơ hội thành những ý đồ của tiền đạo áo số 3 này đã không thành công. Witan. Nguy hiểm. Và đó là một phản xạ rất tuyệt vời của thủ môn Văn cho Marinus đánh đầu. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Biểu thì lưới của đội tuyển U22 Việt Nam đã bị rung lên. Đây là khá nguy hiểm. Thêm một tình huống đánh đầu nhìn được nhắc lại là một lần nữa. Tình huống đáng tiếc nhất đó chính là pha bóng không hiểu ý giữa Đức Nam và Văn Hạnh. Tuân một chuyện không cho ai cả. Sai lầm. Vào sân. Như vậy là sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Indonesia bằng lên để khống chế bóng của Chanchola với đường truyền của Marinus. Bây giờ rất nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng. Một Văn Biểu đã không thể phán đoán được hướng khi phát hiện được bóng bay. Bảo Toàn, vẫn là Bảo Toàn. Đá phạt cho U22 Việt Nam. Một tình huống đạp bóng xứng đáng và nhận thẻ đỏ. Đó là pha đạp bóng của cầu thủ mang số 6 Rafi. Một pha đạp thẳng gầm giày của Rafi. Và với tình huống như thế này, cú taekwondo. Rất may cho Rafi là điểm phạm lỗi ở ngoài khu vực. U22 Indonesia vừa có sự thay đổi người thứ hai khi mà số 19 Hanif được tung vào sân. Không được. Một tiếp theo là quả phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Đánh đầu. Vẫn còn. Liên tiếp là những tình huống bóng bổng. Lộn xộn thẻ đỏ nhưng ông đã xử lý nhẹ tay. Cầu thủ Indonesia đang có ngày càng nhiều hơn những tình huống vào bóng thô bạo do thấy trọng tài. Cơ hội Danh Trung, năng di chuyển khôn ngoan của Danh Trung thì tiền đạo trẻ này, chân sút tốt nhất của chúng ta, người đã ghi được 3 bàn thắng đến thời điểm này.
cú đánh đầu với lực khá tốt của anh nhưng bóng được chết khung thành của thủ môn Awan Rahajo. Là bóng không chạm tay của cầu thủ áo đỏ trong vòng cấm. Dành chung